Hello, chào tất cả anh em nhá. Đây này vòng cậu chơi con này đó. Nó cỏ lũa mấy năm rồi nó thân chưa. Chưa nghịch nó bao giờ mà cầm đánh bay, đánh phát một luôn. Mấy năm rồi mà con này là sao nó lông nó lại đẹp vậy. Thân rũ lắm. Úi trời. Anh em nào thích thì alo nhá. Quá phê luôn. Đánh phát được luôn. Có cái kia là còn mới không phải chủ mà đánh cái hai chiếc con này sẽ thay vẻ sang chân bên hay sang chân trái cháu toàn đánh sang chân trái hay rồi cởi lại cởi thấy ra chưa nha không phải chủ mà đánh phát được luôn mấy ông như vậy con nước con này phá dây bay ra đấy đi tập thầy tập tập này đặc lão lắm con này nó ngoằng cua con đấy thì rất đáng mẹ nghe không phải chủ mà cũng đánh được mà nó không ấy nó không biết lạ là gì thôi ra đồng cậu cứ đánh tầm 7 mét 6-7 mét là được con này đến tháng 3 hút đấy hai con là đồng non yếu quá hay là ăn té ăn mà mẹ tơ lâu ngoài không cho vay mấy cái về thì mẹ là mẹ khác hay không khác lâu ngày không cho vay mà cho đứng đế nay cho vay mà thở không học cứ như trâu không được béo lắm thần lắm đây còn đây một em nữa này anh em này nó ngược sáng lắm em này thì khỏe em này cũng mới thôi em này bằng cỏ nhựa nhá cánh dính nhựa con này cậu cũng cho bay được được cho bay được hơn mét rồi cánh dính nhựa không ảnh hưởng gì đến cái đường bay cả vẫn khỏe khoái em này chỉ đặc nào có kéo đi có lạ ngoắc mà đánh được anh em nào thích thì cứ alo nha.